Không biết tại sao họ lại có thể biết được những cái vị trí này nhỉ? Rất là giỏi đó, rất là nhanh. Họ đã xác định xong khu vực cũng đọc và bây giờ họ sẽ chuẩn bị bước vào cái phần gọi là đánh phía mục tiêu. Ra ngoài, ra ngoài, tiếc quá. Tiếp theo là quả lựu đạn thứ hai. Vâng, vọt mất rồi, vọt mất rồi. Tiếc quá, lại bị xa, hơi xa. Số 7 hiệu, qua sân mục tiêu. Hiệt 5 thuộc 6B hiệt. Đã chết đúng rồi. Chúng ta một bắn tốt quá. Hai bia đã đổ. Tiếp theo là sẽ là địch ở ngã ba hào. À, địch ở đang ở ngã ba hào. Ngã ba hào. Hình như không trúng, hình như không trúng ra ngoài rồi. Vẫn còn một quả nữa. Ở đây là có hai mục tiêu. Trúng rồi. Vâng, một bia đã trúng. Một đã tiêu diệt được một mục tiêu. Số 6 hiện 8C vận động. Bây giờ đang mục tiêu di động. Chưa trúng, chưa trúng. Không trúng, không trúng. Thôi bắn. Hình như là hết đạn, hết đạn. Ở đá là hết đạn. Như vậy là quá nhanh, tốc độ quá nhanh làm sao mà chúng ta có thể bắn được. Bây giờ là chuẩn bị vận chuyển thương binh rồi. Trước thăng. Việc đầu tiên họ sẽ ném lựu đạn vào một cái bộ súng không nắp của địch. À, chưa trúng. Đã từ tiếc quá, cách chỉ có một mấy phân thôi. Đi vượt qua mất. Quá tay rồi, cơ hội thứ hai. Là chiến sĩ này là có sức khỏe rất là tốt. Ném vượt qua được cái đạn là mình cứ tưởng là dễ đúng không? Không hề dễ tí nào. Tiếp theo là mùa tiêu bia số 7. Bắn ở tư thế không ngắm bắn. Hết thời gian. Tiếc quá. Hết thời gian. Sao mà luật chơi khó thế? Đây là bia rất gần, khoảng cách chỉ có 18 mét thôi. Nhưng mà không được ngắm bắn. 6B hiện. Wow. Đúng rồi, một tiếng đúng rồi, đúng rồi. Tiếp theo là ngã ba hào. Số 6 hiện 8C vận động. Bia số 6 hiện một bia rồi, còn bây giờ còn bia số 8C đang di động và phải bắn 2 phát. Vâng. Có trúng không? Như thời gian bia 24 hào. Như vậy là 2 bia và 1 hào.